Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm học 2021-2022, các trường mầm non mẫu giáo công lập trên địa bàn thành phố Tam Kỳ sẽ triển khai chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ 5 tuổi, hoàn toàn miễn phí. Đây là hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn tiếng Anh trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây. Đây là một tiết học tiếng Anh cho trẻ lớp lớn tại trường mầm non 24 tháng 3. Tiết học này diễn ra khá sôi nổi, trẻ vô cùng thích thú khi có giáo viên người nước ngoài tham gia trợ giảng. Học mà chơi, chơi mà học. Với phương thức này, trẻ có thể làm quen và ghi nhớ được những từ vựng đơn giản. Hôm nay con học được viết vó lên thêm đếp, con rất là vui được học về tiếng Anh này. Tại trường mẫu giáo Anh Đào, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, những năm học trước đây khi chương trình dạy tiếng Anh có thu phí được triển khai, tỷ lệ trẻ đăng ký tham gia chỉ đạt từ 50 đến 60%. Đây cũng là tỷ lệ chung đối với những trường mầm non mẫu giáo khác tại các xã vùng đông, vốn còn nhiều khó khăn của thành phố. Gia đình tôi là có hai bé, bé lớn thì lúc trước là học cũng học ở trường mẫu giáo Anh Đào đây, nhưng mà không có được học tiếng Anh. Thì nay là bé sau là được nhà trường có tổ chức học tiếng Anh như này, thì phụ huynh là rất cũng thấy rất là vui mừng, và bé về thì rất là phấn khởi, rất là vui, thích thú với cái việc học tiếng Anh như này. Đa số phụ huynh ở đây cũng thấy cái việc học tiếng Anh cũng rất là bổ ích, tại vì cái trẻ mầm non là đang có phát triển về cái ngôn ngữ, tư duy của trẻ, do đó là phụ huynh rất là hài lòng về cái việc mà dạy tiếng Anh cho trẻ. Bắt đầu từ năm học này, trẻ 5 tuổi vào mỗi tuần sẽ có 2 tiết học tiếng Anh với thời lượng từ 25 đến 35 phút. Chương trình triển khai cho 1.295 trẻ ở 13 trường mầm non mẫu giáo công lập trên địa bàn thành phố Tam Kỳ. Kinh phí chi cho mỗi tiết học do Ủy ban nhân dân thành phố cân đối và chi trả, cho nên học sinh sẽ được học miễn phí hoàn toàn. Chương trình đang được thực hiện hiệu quả tại các trường sẽ góp phần thực hiện tốt công tác huy động trẻ 5 tuổi ra lớp, hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đồng thời giúp trẻ làm quen với tiếng Anh trước khi lên tiểu học.